Rồi. Thì trước khi anh nói em nói, để em nói tại vì em là cái người văn không có giỏi hơn anh hiểu không? Tôi tưởng mất bà con đó, mất con. Tôi tưởng bà là người văn minh. Em mất công em nói, em hỏi em sai lầm anh Trí thì nó kỳ lắm rồi. Chúc anh chị tiền không có ra mà tiền vô như đứa. Đó là một cái tác vô mà. Bà sức khỏe như con trâu. Con trâu đi cài hoài mày. Sức khỏe con trâu là sức khỏe bền. Biết gì mà nó đi cài hoài à. Con trâu là làm hoài luôn á. Làm hoài luôn. Đi làm hoài có nghĩa là có tiền nhiều. Ok, okay, okay đúng rồi. Đừng đùa. Chúc bà chị phải mơ cứ hạnh phúc như bây giờ và ở chung với tụi em. Cảm ơn Hà Ly. Chúc khơi thị doanh thu gấp đôi năm ngoái nha. Mở chi nhánh tới đâu là rần rần tới đó. Chúc cho hai chồng luôn luôn sống nhau thật hạnh phúc. Những lúc giận nhau nhất phải nhớ đến những lúc hạnh phúc nhất, giữ lấy tay nhau và làm bạn với chúng tôi rất nhiều những cái 10 năm như thế. Coi coi nhiêu tiền. Bây giờ mình ba lỗ á, phải đưa tiền nhiều mà đưa. Chết mẹ của mày.